Chúng mình cùng bắt đầu phần bài học nhé. Trước hết, cô và Tuliha sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu khái niệm thế nào là quan sát. Quan sát được hiểu đơn giản, đó là nhìn, là xem xét để thấy rõ, biết rõ sự vật và hiện tượng nào đó. Quan sát là bước đầu tiên khi con làm một bài văn miêu tả và con phải sử dụng các giác quan có thể để nhận biết được sự vật đó. Ví dụ, trước hết với một đồ vật, con cần phải nhìn bao quát. Nhìn cũng cần phải biết thứ tự của nó và thông thường con sẽ nhìn từ bên ngoài tới bên trong hoặc con nhìn từ bên trên xuống bên dưới. Cũng có thể con quan sát các bộ phận lần lượt theo một thứ tự nhất định. Việc thứ hai con phải lưu ý khi quan sát đó là sử dụng tất cả các giác quan có thể. Chúng ta có các giác quan mắt để nhìn, gọi là thị giác. Con sẽ dùng mắt để quan sát về hình dáng, kích thước, màu sắc của đồ vật. Tùy vào từng đồ vật, con có thể sử dụng đôi bàn tay của mình để quan sát, gọi là xúc giác. Con có thể dùng tay để tìm hiểu xem những đồ vật ấy mềm hay rắn, nhẵn nhụi hay thô ráp, nặng hay nhẹ, tất nhiên tùy vào từng đồ vật. Con có thể sử dụng tai để quan sát và tái hiện hình ảnh. Đó là con đã sử dụng giác quan, thính giác. Con có thể sử dụng tai để nghe xem đồ vật đó khi sử dụng thì phát ra tiếng động gì không?